Hello G. Drop it in the grave. Từ phim Mỹ sang phim Hàn Quốc, cào nhào bánh mì sao toàn ruốc, sao ở đây lại bay mùi thuốc, sao đồ ăn ngon mà không thể nuốt, còn mèo sao lại không để cho mình vuốt, bật quạt lên thì ôi lạnh buốt, tắt quạt đi thì chết mà ngốt, người đâu mang trà sữa cho ta được uống. Em ơi em thật khó hiểu, thật là khó chịu, ba cái mặt nhăn nhó, sao ba cô ngồi yên đó để anh chịu. Thằng nào giờ đủ tuổi đến đáp ứng hết cho em, bây giờ đến đáp ứng hết cho anh nhờ. Mà tại quái kia đây muốn hét lên. Em thật khó hiểu, cái lời đó thật là khó chịu. Các anh chỉ muốn kiếm chuyện để khiến chúng ta thành hai đứa làm điều. Thế nào giờ đủ tuổi đến đáp ứng hết cho em, bây giờ đến đáp ứng hết cho anh nhờ. Thôi thì anh đào đâu ra quên mà lên tiếng. Tôi dùng em làm vua còn hơn là bị điếc tai. Bánh mai, tay kia em không quên mua đồ ăn đem lại dài, yeah. Mặc dù mồm em vẫn nhai, yeah. Oh, oh, xin em không quên mà toàn nghe anh sai sai, yeah. Nhanh lên, nhanh lên hộ cái. Cho em cách này, khắp lối với người lâu nên bây giờ em muốn lấy nó lại. Ý em bây giờ là anh làm gì em cũng thấy nó sai. Chứ gì thôi được rồi, baby anh mệt rồi. Thôi được rồi, lần này toàn bộ mọi lời em đó là sắc. Thôi được rồi, lần này toàn bộ mọi lời em đó là sắc. Thôi được rồi, ngày này toàn bộ mọi lời em đó là sắc. Thôi được rồi, anh chỉ em đó rồi. Thiên thừa vận, ê giảm đó có một viên vừa ngậm. Sao hôm nay Khanh vừa điên vừa chậm, mà đi mua cho chậm một món kem thêm rượu mận. Ê, sao lại không hôn cháo tôi, sao lại hôn vào tay mà không hôn vào môi. Tội này đúng là khi quân đang chết, ông bây giờ nên kiếm một chôn mà thôi. Ê, cứ sao tại trong phim nhìn trong rừng ru, đóng không ngay thì thôi đừng đu. Thêm cả nơi vật chính không tay đo độ lũ, hay là do hôm nay bà cô ghé vào nơi thường trú. Đó thì mất tắt quạt cho ta không nắng, nói thì nữ bắt đặt lại còn bà em không nóng. Biết là mấy sắp phát lại còn cản anh chơi bóng, lúc bật lớn phát đang thì lại còn bà là em say sóng. Cứ thế này chắc là anh nản mất, cứ mỗi tháng mỗi lần một vẫn còn bay phẳng phất. Nếu mà em để anh xuống lòng quan phẩm thấp, may là anh còn chưa gửi em về nơi sản xuất ra. Hạ thân đang muốn chết, còn 24 giờ mong người cho điên tiết. Người cứ lên Facebook dán em yết, có bao nhiêu thần xin hứa cố gắng tìm hết không thử. Biết đánh bài, tay kia em không quên mua đồ ăn đem lại dài, yeah. Mặc dù mồm em vẫn nhai, yeah. Tiếng hai, ô xin em không quên mà toàn nghe anh sai sai, yeah. Ôm tôi lên, chơi lên hộ cái. Em bây giờ là anh nên nhận cho em cách này. Khắp lối với người lâu nên bây giờ em muốn lấy nó lại. Em bây giờ là anh làm gì em cũng thấy nó sai. Chứ gì thôi được rồi.